Thưa quý khán giả, nhân dịp tham dự Đại hội Võ Bị Liên hội Âu Châu, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với đoàn thanh thiếu niên đa hiệu tại đây. Em đoàn trưởng là Mai Ngọc Sương, là ái nữ của cựu sinh viên sĩ quan Mai Ngọc Sáng khóa 10. Cháu đã đắc cử chức liên đoàn trưởng thanh thiếu niên đa hiệu Âu Châu. Thưa quý vị, Đại hội Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam của Âu Châu thì chúng tôi nhận thấy rằng ngoài các cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, các phu nhân cũng như là gia đình thì thanh thiếu niên đa hiệu của Âu Châu cũng hoạt động rất là tích cực. Và quý vị đang thấy là ở phía bên ngoài, sau khi mà bầu chức liên hội trưởng của châu Âu xong thì chúng tôi đi ra ngoài đây thì chúng tôi thấy thanh thiếu niên đa hiệu đang chuẩn bị lo một bữa ăn trưa cho các chú, các bác ở trong buổi đại hội này. Với cái phần mà barbecue, quý vị thấy rằng đó là những cái miếng thịt thật là ngon mà đang để ở trên cái lửa hồng. Và quý vị thấy các cháu của thanh thiếu niên đa hiệu đang làm việc rất là tích cực để mà phục vụ cho đại hội. Ướp cái này khoảng chừng 2-3 ngày trước cho nó ngấm. Dạ. Thì cái thịt mà màu đỏ thì ướp với này mè. Dạ, cho nó cái mùi mè nướng lên cho nó thơm. Rồi cái này xá xíu. Còn một ít thịt nữa thì ướp mới xả cho ăn vị giống quê hương mình á. Nhưng mà như vậy là các anh em, các cháu ở trong thanh thiếu niên đa hiệu cũng đã làm việc với nhau rất là vui. Và khi mà trước khi mà làm việc mà nướng thịt như vậy thì có bàn nhau cái trước hay không? Rồi có thường thường là hội họp với nhau hay không? Dạ không, thì thường thường cháu thì chuẩn bị trước thôi. Chuẩn bị trước xong rồi nói mấy em nó làm thì nó làm thôi. Và đã quen rồi. Dạ. Dạ đi đã tham dự cái này nhiều lần rồi. Dạ. Sáng nay thì tụi cháu phân phối có một số anh chị em đi chợ để mua thêm thực phẩm và mua nước hoặc là mua đồ. Rồi còn một số ở lại, tại vì theo cái chương trình của này là mấy giờ ăn, mấy giờ họp, cho nên tụi cháu phải phân phối lại một số ở lại để giúp đỡ, còn một số thì đi chợ. Như vậy thì hôm nay thì thanh thiếu niên đa hiệu bầu xong chưa? Dạ tụi con bầu xong rồi. Tức là buổi tối nay sẽ ra mắt. Tối nay sẽ thông báo, sẽ công bố ra mắt là vậy đó. Và từ ngày đầu cho đến giờ phút này không lúc nào vắng mặt các cháu và không lúc nào thiếu sự giúp đỡ của các cháu trong việc gặp gỡ chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi xin được phép giới thiệu một cô gái sát cái thời gian từ lúc khởi thủy để xây dựng cái Liên hội Võ Bị Âu Châu cho đến ngày hôm nay, trải qua hơn 3 thế hệ, là cháu Mai Ngọc Sương, trưởng nữ của cố như trưởng Mai Ngọc Sáng khóa 10. Tôi nghĩ rằng cái hình ảnh của cháu Mai Ngọc Sương là hình ảnh đúng nghĩa của một anh thương nước Việt. Và xin mời cháu Ngọc Sương, Mai Ngọc Sương trải lộ những tâm tình của các bác các chú qua những sinh hoạt thăng trầm trong suốt mấy chục năm nay đến thế hệ hơn thế hệ thứ ba. Trước tiên, cháu đại diện cho đoàn thanh thiếu niên đa hiệu Âu Châu xin có lời chào đến các bác các chú đại diện quốc gia Việt Nam và các quan khách có mặt ngày hôm nay. Và nhất là điều vui mừng nhất của chúng cháu là có được hai anh chị em từ bên Mỹ qua đây đã hòa đồng với chúng cháu chơi mấy ngày nay và làm việc chung. Chúng cháu rất vui. Sau đây là cháu muốn nói về cái tâm tư của thanh thiếu niên đa hiệu. Từ mấy ngày nay tụi cháu đã vui đùa giỡn và cùng nhau làm việc. Thật ra trong những lúc rảnh rỗi chúng cháu cũng có tâm sự với nhau. Cái điều mà chúng cháu có chung một cái tâm tư đó là suy nghĩ về thế hệ thứ nhất. Các bác, các chú nói chung và cha mẹ của các con nói riêng. 2 năm tổ chức đại hội một lần. Cứ 2 năm như vậy mà con đã theo gần 20 năm, gần như 20 năm để thấy nhận xét rõ ràng, không phải như con nhận xét mà các anh chị em trong đoàn thanh thiếu niên đa hiệu Châu Châu thấy các bác tuổi cao sức yếu, đó là một chuyện rất là đau lòng cho tụi con.
Cho nên tụi con có một cái suy nghĩ là bây giờ mình không biết những cái công việc của thanh thiếu niên đa hiệu là làm những gì. Bây giờ trước tiên hết là giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ các bác, các chú trong đoàn của đoàn hội của sinh viên sĩ quan do Viện Quốc gia. Làm được việc gì thì làm được bao nhiêu thì làm. Để đến một ngày nào đó, con hy vọng là các anh chị em đoàn thanh thiếu niên đa hiệu ở các thế giới, khắp thế giới đều hợp tác chung với tụi con, tức là cả thế giới chung với nhau, chung tay, chung sức để mà duy trì cái đoàn này, cái hội này. Bởi vì theo con thấy, thành lập một hội đoàn nào cũng gặp nhiều khó khăn. Xây dựng đoàn cho phát triển thì cũng là khó khăn, nhưng cái sự duy trì là cái chuyện rất là khó khăn lắm luôn. Con chỉ mong là được duy trì mãi mãi. Mà khi mà sinh hoạt với nhau, ví dụ như là nướng thịt có vẻ là một cái công việc rất là khó khăn, nhưng mà cháu cảm thấy có khó không? Có vui không? Cái này thì thường xuyên xảy là thường xuyên có ở thanh thiếu niên đa hiệu ở tổ chức, tại vì ở đây thường thường là tổ chức đại hội là những cái như cắm trại chứ không phải là hotel hay này nọ, cho nên mấy cái này là thường xuyên có, cho nên tụi cháu quen rồi. Công chuyện này là làm cũng giống như bình thường mình nướng ở nhà. Thứ nhất là vậy, thứ hai là quay quần như vậy nó vui, mỗi người một tay vô vậy lời qua tiếng nói rồi vui, thành ra rất là vui, mặc dầu là nóng lắm. Nóng lắm. Như vậy là người nào mà như là coi như là liên hội trưởng của thanh thiếu niên đã hiểu thì thò tay vô test xin trước phải không? Ai đưa cái tay coi. Còn về vấn đề mà cái kỹ thuật về cái kỹ thuật mà nướng thịt mà của đông đưa này á, tại sao phải đông đưa? Tại sao phải đông đưa? Để cho nó chín đều. Thứ hai nữa là nếu mà nó nóng quá, lửa nóng quá thì tụi cháu quay nó lên cao. Thành hay quá. Dạ, quay nó lên cao. Khi nào lửa ấy thì tụi con hạ nó xuống. Để mà nó, nếu mà nó nóng quá đó thì trở không kịp, thì nó phải hạ đưa cao lên để mà trở. Cái này cô chưa có thấy ở bên Bỉ mà gọi là tối tân như thế này, có rất cái đông. Tối tân. Quá tối tân. Dễ thương lắm. Đám kia đang đi chợ hết rồi cô ơi. Vậy đó hả, đi chợ hết trơn rồi hả? Vâng, thành đó quý vị thấy là các cháu có người thì nướng thịt, rồi có người thì châm lửa, rồi có người thì đi chợ ngày hôm nay sẽ mua thêm mấy gì cháu có biết hay không? Không biết. Dạ, con chỉ biết là mua thêm nước, mua thêm bông, rồi tại vì tối nay có cái tiệc lớn để đón chào quan khách mời tiếp tân, rồi tụi con phải chuẩn bị đồ nhiều, rồi trong đó thiếu mấy cái đồ như là để mà trang trí, thành ra chú Long giao tụi con một mớ nhiệm vụ đi chợ rồi. Thanh thiếu niên đã hiểu ở đây nhiều quốc gia như vậy thì các cháu có liên lạc thường xuyên với nhau hay không? Dạ, tụi con thì liên lạc thường xuyên lắm, tụi con liên lạc không phải thường xuyên mà điện thoại mà thường xuyên. Ở đây có một cái lễ gần chỗ nhà con có một cái chùa, tụi con cũng hay tụ tập tới cái chùa, mỗi lần có lễ gì khi nguyên đám tụi con gọi điện thoại với nhau liên lạc, rồi kéo tới chùa rồi gặp nhau, rồi xong rồi tới chùa đi chơi một thời gian khoảng chừng 2-3 tiếng thôi, rồi tụi con tụ tập vừa kéo nguyên ban có khi mười mấy người, có khi 20-30 người, rồi chia nhau đi chơi lòng vòng phố, rồi có khi nhà con kéo tới có khi 20-mấy người ngủ đó, nghỉ la liệt ở đó, rồi chia ra nhà chị con hay là lòng vòng ấy, ai gần đó mà có chỗ ngủ là tụi con kéo nhau ngủ. Thì mỗi một năm tụi con nếu mà được thì liên lạc với nhau để mà sinh hoạt đi cắm trại, đi chơi riêng cho tụi con vậy đó. Thì cái đó là cho nên tụi con quê chơi từ nhỏ tới lớn nó vậy. Có mối tình nào nảy nở không? Dạ thì cái đó thì đối với con thì chưa có, nhưng mà đối với mấy anh em khác thì con nghĩ là có. Nhưng mà ra tới đâu thì đi tới đâu thì cái đó thì con chưa có biết. Cháu cho biết là khi mà nướng thịt như vậy và khi mà sinh hoạt với lại thanh thiếu niên đa hiệu như thế này thì cháu cảm thấy như thế nào? Và tại sao cái điều gì mà đã lôi cuốn cháu để mà gia nhập vào đoàn thanh thiếu niên đa hiệu? Thì con cũng tham dự được cũng hai mấy năm rồi á. Dạ, từ nhỏ rồi, lúc mà con nhỏ cỡ bằng thằng kia kìa. Mà bây giờ tóc hơi bạc bạc rồi đó. Dạ, dạ, dạ. Cho nên là giống anh em thanh niên ra hiệu đây là... Đó, dạ, tức là giống mấy năm luôn đó hả? Dạ, giống nhìn giống là anh em trong nhà á. Cho nên con giờ cái hai năm là bắt buộc phải tranh thủ thời gian đi tham dự đại hội. Thanh thiếu niên đa hiệu khi mà sinh hoạt với nhau như vậy thì cái điều gì là cái điều mà
mình chú tâm nhiều nhất, mình focus nhiều nhất? Không, cái này là tụi con thì cũng không giống là đứng bên ngoài thôi. Hả? Mà con thấy cái sinh hoạt chung với thanh niên đã hiểu, cái focus nằm trong đó là anh em với nhau, đi chơi với nhau, sao hiểu nhau rồi thông cảm cho nhau, mấy cái đó thôi. Chứ chuyện kia thì tụi con cũng có discuss qua, nhưng mà không có focus vô nhiều. Yeah. Tức là tạo một cái tình gia đình mà đó, đã đó, do cha ông của mình và các chú các bác. Đúng vậy đó, đúng rồi. Cháu không bên Đức nữa. Đó là anh hai của em. Ồ, đó là anh hai. Ồ, anh hai gì? Hai anh em sinh hoạt với nhau như vậy thì con cũng sinh hoạt chắc cũng lâu rồi hả? Dạ, cũng hai mấy năm rồi. Vậy đó hả? Con thích cái điều gì nhất khi mà con sinh hoạt? Đi nướng thịt. Anh yêu quên đó. Con nghĩ là con có kêu bạn bè thêm vào để mà gia nhập thêm cho đông đông để cho vui hơn không? Đó, thì cũng được. Chưa tìm ra được. Vâng, thưa quý vị, và chúng tôi nhận thấy rằng theo cái ý kiến của chúng tôi thì tất cả các đoàn thanh thiếu niên đa hiệu khắp nơi đều có một cái gạch nối ở giữa, tức là có một cái người mà có thể là liên lạc giữa các cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam và thế hệ thứ hai và thứ ba. Và chúng tôi ở đây thì chúng tôi nhận thấy đây là người mà đã làm cái nhiệm vụ đó. Và anh có thể là cho biết khi mà kết hợp với lại đoàn thanh thiếu niên đa hiệu thì nó đã trải qua những cái giai đoạn như thế nào? Dạ, thưa tất cả, tôi là cựu sinh viên sĩ quan Hoàng Tôn Long khóa 31, một cái khóa cuối cùng của trường Võ Bị sau cái ngày đau thương của đất nước. Thì với cái nhiệm vụ khi mà kết hợp các em lại, cái nhiệm vụ đầu tiên khó khăn nhất của chúng tôi khi thành lập là về vấn đề ngôn ngữ. Vì tại Âu Châu không có dùng một ngôn ngữ chung, mà mỗi nước sẽ dùng một ngôn ngữ riêng, chẳng hạn như Pháp sẽ dùng tiếng Pháp, Hà Lan dùng tiếng Hà Lan và Đức dùng tiếng Đức, hoặc là bên Na Uy sẽ dùng tiếng Na Uy. Thành ra đầu tiên chúng tôi phải cố gắng để cho các em sinh hoạt bằng tiếng Việt với nhau. Cái sự khó khăn đầu tiên đó chính là cái mà gạch nối cho các em gần 20 năm qua đã gắn bó với nhau và lúc nào cũng coi như là một gia đình để mà sinh hoạt trong tất cả những kỳ đại hội ở Âu Châu, cũng như là nếu mà có dịp đi qua ra bên tham dự vài lần ở Mỹ Châu thì các em cũng rất là vui và muốn có một cái sự kết hợp với các anh em ở bên Mỹ Châu cũng như Úc Châu, nhưng vì địa dư cũng như là những cái hoàn cảnh nó khác nhau, nó không có giống như ở Âu Châu, thành ra nó cũng hơi khó kết hợp. Mà cái điều mong muốn đó từ ấp ủ từ lâu nay, nhưng hy vọng rằng những năm tới có những cái các em đã lớn lên và có những cái cách kỹ thuật để với sự truyền thông mới để các em có thể tạo ra những cái niềm kết hợp mới và đầy đủ hơn và thân tình hơn. Đoàn thanh thiếu niên đa hiệu Âu Châu sinh hoạt trong tinh thần cởi mở, thân tình như anh em trong một gia đình. Trong 3 ngày đại hội, đưa đón, tiếp tân, nấu ăn, dọn dẹp. Các cháu trong đoàn thanh thiếu niên đa hiệu Âu Châu quả là lớp hậu duệ nối gót các bậc cha ông một cách xuất sắc.